Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016. Đây là hoạt động khởi động cho chương trình hợp tác phát triển du lịch qua những miền di sản Việt Bắc. Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức tại Tuyên Quang. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016 có sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Từ hơn 2.500 ảnh của gần 300 tác giả, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 199 tác phẩm để trưng bày và trao huy chương vàng cho tác giả Nguyễn Mạnh Hải đến từ Sơn La với tác phẩm Hái chè bằng máy. Ngoài ra, Hội đồng giám khảo đã trao 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, 8 giải khuyến khích cho các tác giả khác. Giải đồng đội cho các đơn vị Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang, Hội Văn học nghệ thuật Yên Bái, Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên. Các tác phẩm tham gia liên hoan lần này tập trung phản ánh vẻ đẹp đất nước, con người, thiên nhiên hùng vĩ của các tỉnh miền núi phía Bắc, cuộc sống, lao động sản xuất, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2016 sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 9.